nè mọi người, trước mặt mọi người đây là cái con Future 125. Thì cái màu này là cái màu hết sơn lại làm phối màu bạc đen và xuống bánh căm luôn nha. Hôm nay con Future này đang có giá là 36 triệu. Về Future thì các màu sắc zin của nó hôm nay có màu trắng, màu xanh ghiêu, màu đỏ và màu xanh đen ha. Thì hôm nay giá dao động khoảng từ 33 triệu rưỡi cho đến 36 triệu các anh chị nha. Rồi mình cùng nhau xem cái màu bạc đó cùng với Hiếu nha.